Bổ sung dinh dưỡng bằng sữa Ensure Đức đang là cách nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, sữa Ensure Đức có tốt không, dành cho độ tuổi nào, giá bao nhiêu và nên mua ở đâu để đảm bảo chất lượng thì không phải ai cũng nắm rõ. Nếu bạn đang có ý định sử dụng sữa Ensure Đức để bổ sung dinh dưỡng cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình thì đừng ngần ngại bỏ một ít phút cùng mình khám phá đánh giá sữa Ensure Đức chi tiết từ A đến Z để tìm lời đáp cho những câu hỏi trên nhé. Đôi nét về sữa Ensure Đức. Sữa Ensure Đức là sản phẩm sữa dinh dưỡng của hãng Abbott sản xuất dành riêng cho thị trường Đức. Sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao gồm protein, vitamin, khoáng chất. Sữa Ensure Đức được đánh giá là một trong những sản phẩm sữa dinh dưỡng hoàn hảo giúp bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho người gầy, người suy dinh dưỡng, đặc biệt là người già, người sau phẫu thuật, người mới ốm dậy cần phục hồi sức khỏe. Thành phần sữa Ensure Đức cộng protein sữa cô lập, fructooligosaccharide FOS, sucrose, protein đậu nành phân lập cộng vitamin C, canxi cộng chất chống oxy hóa cộng tinh bột ngô thủy phân, dầu thực vật, dầu hạt cải, dầu đậu tương, dầu hướng dương oleic maltodextrin, hương vị choline chlorua. Công dụng của sữa Ensure Đức: cung cấp chế độ dinh dưỡng tuyệt vời, cộng mỗi 1ml sữa Ensure Đức pha đúng cách sẽ mang đến 1kcal, có thể được sử dụng để thay thế bữa phụ hay thậm chí là bữa chính khi cần thiết. Cộng trong sữa Ensure Đức có chứa đầy đủ các chất gồm dưỡng chất, protein, vitamin, khoáng chất, được đánh giá là hệ dưỡng chất đầy đủ và khoa học nhất dành cho người sử dụng, giúp phục hồi sức khỏe và thể trạng nhanh nhất, đồng thời giúp cơ thể tăng trưởng tốt hơn, phòng ngừa nguy cơ loãng xương, giúp hệ xương chắc khỏe hơn. Trong sữa Ensure Đức có chứa hàm lượng cao canxi, vitamin D3 cùng với sự góp mặt của thành phần magie và phospho tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho hệ xương của con người. Canxi là thành phần vô cùng quan trọng trong quá trình hình và phát triển của hệ xương, cần thiết cho mọi giai đoạn phát triển của con người. Tuy nhiên, việc bổ sung canxi không khoa học không những không phát huy được tác dụng hiệu quả đối với hệ xương mà còn có thể dẫn đến lắm cặn gây hại cho thận. Canxi trong sữa Ensure Đức là một loại nano canxi, một dạng phân tử có kích thước siêu nhỏ, dễ dàng hòa tan giúp cơ thể hấp thu tối đa mà không gây trở ngại cho thận. Ngoài ra, thành phần vitamin D3, magie và phospho có trong sữa là những hoạt chất tăng khả năng hấp thu canxi của cơ thể, đồng thời trợ giúp vai trò của canxi phát huy hiệu quả hơn. Việc sử dụng sữa Ensure Đức mỗi ngày có thể giúp bạn ngăn ngừa các chứng bệnh về xương khớp, loãng xương, đồng thời hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu cho những người trẻ tuổi đang trong giai đoạn phát triển, đặc biệt là độ tuổi từ 12 đến 17, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Trong sữa Ensure Đức có chứa hàm lượng ít rất cao, trong đó ít là một chất kháng thể tự nhiên, đóng vai trò như dạng kháng sinh tự miễn giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, từ đó giúp cơ thể có đủ sức chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn hay các tác nhân gây bệnh bên ngoài môi trường. Ngoài ra, sữa Ensure còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin A, vitamin C, selen, giúp tăng cường sức đề kháng, phục hồi và nâng cao sức khỏe tốt hơn. Đặc biệt phù hợp với người bệnh sau phẫu thuật, người mới ốm dậy muốn nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe. Link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé. Củng cố và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa cộng các thành phần dưỡng chất có trong sữa Ensure Đức đều được sản xuất với công thức dễ hòa tan, dễ hấp thu, hỗ trợ tối đa cho quá trình hấp thu và chuyển hóa của cơ thể. Cộng các prebiotics có trong sữa Ensure có tác dụng hiệu quả trong chống rối loạn tiêu hóa và bảo vệ đường ruột. Cộng chất sơ hòa tan FOS cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, đặc biệt ngăn ngừa nguy cơ táo bón cho người sử dụng. Cộng bên cạnh đó, thành phần sắt kẽm và vitamin nhóm B cũng đóng vai trò hiệu quả trong việc kích thích vị giác, lấy lại cảm giác thèm ăn, giúp người dùng ngon miệng, ăn uống tốt hơn. Sữa Ensure Đức dành cho độ tuổi nào? Cộng sản phẩm có thể sử dụng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, người trưởng thành và người cao tuổi. Cộng sản phẩm đặc biệt hỗ trợ tốt đối với các trường hợp người bệnh, người mới ốm dậy cần phục hồi sức khỏe, người cao tuổi, người ăn uống kém, người bị suy dinh dưỡng, người bị suy nhược cơ thể. Cách pha sữa Ensure Đức 400g. Cộng cách pha một thìa sữa gạt ngang với 60ml nước ấm ở 40 đến 50 độ C, quấy đều cho sữa tan hết là có thể uống được. Uống đều đặn mỗi ngày từ 1 tháng 3 cốc sữa, đảm bảo năng lượng cần thiết cho cơ thể, mang đến hiệu quả bồi bổ và tăng cường sức khỏe tốt nhất. Cộng một số lưu ý khi pha sữa Ensure Đức: chỉ sử dụng thìa có sẵn trong hộp để đo lường lượng sữa chính xác, chỉ pha sữa với nước ấm từ 40 đến 50 độ C. Không pha sữa với nước quá nóng hoặc quá lạnh, đảm bảo các dưỡng chất có trong sữa không bị phân hủy, đảm bảo hòa tan hết bột sữa trước khi uống.
sữa sau khi pha phải dùng hết trong một lần, bảo quản không quá 3 tiếng sau khi pha, hộp sữa sau khi mở nắp nên sử dụng hết trong vòng 4 tuần. Sau mỗi lần sử dụng phải đậy kín nắp hộp, bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh nơi ẩm thấp hay tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Sữa Ensure Đức có tốt không? Mặc dù là sản phẩm Abbott sản xuất dành riêng cho thị trường Đức, nhưng sữa Ensure Đức hay bất cứ sản phẩm sữa Ensure khác đều sở hữu hàm lượng dinh dưỡng tối ưu, được nghiên cứu và sản xuất theo quy trình vận hành nghiêm ngặt của Abbott, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn. Không chỉ được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng mà sữa Ensure Đức còn nhận được nhiều phản hồi từ phía khách hàng sử dụng. Đối với dòng sữa dinh dưỡng đến từ Abbott thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, hiệu quả và an toàn khi sử dụng. Theo mình, nếu bạn đang cần tìm sản phẩm dinh dưỡng bồi bổ cho sức khỏe cho toàn bộ các thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ, người lớn cho đến người già, thì Ensure Đức sẽ là lựa chọn hoàn hảo, không nên bỏ qua. Sữa Ensure Đức giá bao nhiêu, mua ở đâu? Theo khảo sát nhanh của mình tại các đơn vị cung cấp sữa Ensure Đức thì hiện nay sản phẩm đang được bán với mức giá dao động từ 280.000 đồng đến 380.000 đồng một hộp. Giá bán cụ thể tùy theo chính sách bán hàng của từng đơn vị cung cấp. Link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.